xin chào mọi người cái video này mình sẽ nói về đồng bóng mình sẽ nói hơi nhanh bởi vì thời gian không có uh, 11 giờ okay, mình có thể giờ nó khoảng cỡ tới 11 giờ uh, 10 phút mình sẽ nhảy lên cái phát trực tuyến phát trực tuyến phát trực tuyến cho anh em ok mình sẽ cho bạn những thông tin mới nhất của tiền điện tử những cái tính toán vân 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 của cá voi cá heo ok để mình cố gắng uh, ok mình cố gắng làm nhanh để bạn lấy những cái tài liệu đó để chia sẻ trong cái phát trực tuyến cho anh em ok nếu rảnh lên tham gia bởi vì sao rất là nhiều kiến thức được lan tỏa trên những cái phát triển tuyến bộ ngay bây giờ là 10 giờ 41 phút ngày 4 tháng 7 năm 2021 nhỉ vừa rồi như vậy thằng bón năm sóng đi lên 1 2 3 4 5 tạo sóng 1 và ngay bây giờ vừa rồi nó đang xảy ra là nó đang đây là sóng 1 ok vừa rồi nó đang xảy ra là nó đang tạo sóng số 2 thì chúng mình hết ok và xác suất sóng số 2 sẽ rơi vào cái khung giá này chứ không phải ở đây nếu mà ở đây nếu mà nó có năm sóng đi lên năm sóng đi lên một cách rõ ràng cũng giống như đường chỉ này vẽ trong cái tập vừa rồi ok thì sóng số 2 sẽ được dán ở đây còn nếu nó sập lại thì là sóng số 2 sẽ rơi vào cái khung giá này và xác suất ngay bây giờ bởi vì sao ngay bây giờ là nó sẽ rơi vào cái khung giá này ok 16 13 và thấp hơn nữa thấp hơn nữa thấp hơn nữa thấp hơn nữa ok nếu nó không chống được trong những cái giờ tiếp theo Các con uh, vừa rồi À trong cái video tín hiệu mình nhắc lại vừa rồi chút xíu hoàn kép. Vừa rồi như vậy là cái con giá 24 là con con giá định hướng xuống mặt lên, giữ được thì tiếp tục mọi thứ sẽ leo thang. Ok, có nghĩa là năm sóng sẽ được diễn ra. Ok, tiếp tục là thang lên. Con không sập không nào, không nằm trên đúng giá 24 thì nó sập lại và nó sẽ rơi, nó chứng tỏ là sóng số 2 sẽ rơi vào cái khu vực này chứ không phải là khu vực này. Chấm hết. Thì vừa rồi chuyện đó đã xảy ra, nó chọn lựa là nó lên. Ok, nó lên 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 lên, sau đó nó sập lại. Và bạn có thể thấy là nó lên tới con giá bao nhiêu là 26.9, 2.9. Ok. Bởi vì sao? Và nó trùng hợp với cái sự sập này á, ok, cái sự sập này á, sự sập vừa rồi là nó trùng hợp với BTC, BTC sập, nó sập, ok. Nó lên tới 26.9 là 27, cân nhắc cân nhắc, mình đã cân nhắc cho bạn ở đây, là 28, khoảng cỡ 28 là đem đi bán đi bởi vì chỗ này là một cái kháng cự rất khó, khó để phá vỡ. Vừa rồi nó lên được tới 27, nó sập, ok. Thì cẩn thận, tất cả những thứ mình ghi ở trên đây nó có quan trọng, quan trọng mình nói có con giá 28 rất là khó để phá vỡ. Ok. Nếu mà phá đã vỡ được á thì nó sẽ tới 30, 31 vân vân và vân. Nhưng 28 phá không khóa không được thì sập lại. Thì vừa rồi nó chọn lựa cái con đường là nó sập lại chứ không có gì hết. Ok. Thì vừa rồi đây là cái sóng mình vẽ cho bạn 1 2 3 4 5 nha. bây à, giờ bây giờ mình sẽ thay thế nó với cái sóng sóng này cho nó dễ hiểu hơn. Ok, vừa rồi là mình vẽ là mình vẽ từng chân thôi. Vẽ dưới đây. Ok, đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là 4, đây là 5. Ok, xóa cái sóng này, giữ sóng kia. Ok, nó cũng giống nhau đúng không? Cái sóng vừa rồi mình xóa cũng giống như cái sóng này thôi. Gọi là cái sóng này dễ dễ coi hơn. Ok. Vừa rồi như vậy. Ok thì là cái con giá chống lưng là 24, ok. 24, ok. Giữ trên thì mới nó mới lên. Ok. Nhưng mà nó đã sập lại rồi. Ok. Đây là cái chống lưng của nó. Ok. Thì nó sập lại rồi. Ok thì xóa luôn cái con giá gọi là và con giá 24 thì mình sẽ tìm tạm thời giữ nó. Ok. Và đây là cái chống lưng vừa rồi mình đã nói. Under Okay, nếu mà dưới 24 thì sắp 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 còn giữ được trên thì tất cả mọi thứ sẽ đi lên. Ok, tới cái vùng bao nhiêu? Tới cái vùng này. Ok, từ vừa rồi là nó chọn được con đường là xuống 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 xuống. Nhớ cho những người cái video hơi nhanh. Ok, cho những người nào mới nhảy vô thị trường. Ok, coi không hiểu nhớ um, nhắn cho nhân viên lấy hai tập vừa rồi, ba tập vừa rồi của đồng bón để bạn coi nó có thể hiểu hiểu dễ hơn nha. Nếu bạn là những người mới 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 nhảy vô thị trường thì rõ ràng bạn phải cần khoảng có hai tới tập, hai tới ba tập vừa rồi để bạn coi để bạn hiểu. Uh, trước khi mà coi cái tập này bởi vì sao nó rất nhanh đúng nó nhanh hơn thường thường, thường. cái con giá cái con giá ok nhớ 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 cái con giá mà để năm sóng đi lên nè năm sóng màu xanh nè năm sóng năm 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 đi lên như vậy á thì con giá nó phải giữ là con giá gì có con giá nó phải giữ là cái con giá cái phần vàng, vàng này nè là 20 22 năm đây nè 22 năm 22 năm 22 năm Vừa rồi như bạn là cái vành vàng này 22 năm ok Cái con giá này không quan trọng nữa rồi Mình sẽ đổi nó thành màu đỏ okay? Cái vành vàng này là cái vành định hướng xuống hoặc lên Xuống hoặc lên Ngay bây giờ con giá là 22 năm 22 năm ok Thì có thể là mình sẽ cộng thêm một cái thứ gì nữa Một cái mũi tên nữa không cái Vành vàng này là cái con giá mà đã định hướng xuống hoặc lên Đây là cái chống lưng của nó ok 24, 23, 22 năm 22 năm chống được thì tất cả mọi sự thể lao thang Nhưng sập dưới 22 năm thì nó đã sập rồi Và bạn có thể thấy là những bao nhiêu giờ trôi đi nó đã nằm ở dưới con giá 22 năm thì bởi vì vậy bởi vì vậy xác suất 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 cao nhất ok ngay bây giờ là gì là sóng số 2 đang được diễn ra rồi vào cái khung giá này xác suất cao nhất ok là ok mình có thể bỏ cái mũi tên này đi bởi vì nó đã sập dưới 22 năm rồi xác suất cao nhất là chuyện này đang xảy ra đây vậy thôi ok vậy thôi vậy thôi vậy thôi Rõ ràng con giá ngay bây giờ là 21 Vừa rồi là nó rơi xuống là con giá 20 Nhớ đây là con giá 20 là cái chống lưng của mình Bởi vì vậy nó có một sự hồi lại đi lên mà có thể thấy hồi lại đi lên đây là những cái chống lưng ok chống lưng là màu đỏ có nghĩa là nó ngừng xác suất là nó ngừng ở nhiều chuẩn chỗ đó mà nó đi lên nếu btc đi lên ngay bây giờ thì nó sẽ đi lên ok và nó đi lên cẩn thận cẩn thận nó sẽ không phải là năm sóng được rồi nó có thể là vậy đây là cái đáy vừa rồi của nó đúng không đây là có thể là sóng a đây là sóng b nó đang được diễn ra sóng c sẽ xảy ra tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi là A, sự sập vừa rồi là B, ok và nó sẽ bay lên từ B lên C rồi sau đó nó sẽ sập lại cho nó không phải là năm sóng vừa rồi nó rất dưới có con giá là gì 24 là có nghĩa là sóng xanh này đã đã có thể quăng qua một bên rồi, ok A, B, C sau đó sập lại thì xác suất đó cao hơn trong những cái những cái giờ tiếp theo, ok những cái giờ xác à, suất cao nhất xin lỗi xác suất cao nhất cao nhất cao nhất cao nhất cao nhất là nó rơi vào cái khung giá này nếu nghe nó bắt đầu quay đầu đi lên nó quay đầu đi lên nó cắn được cái con giá 22 năm lúc nó đi lên lại thì có nghĩa là sóng xe đang được diễn ra thôi không hết bởi vì vậy nha mình để một cái mũi tên từ hai con giá 22 năm chỉ lên cái sóng xe đơn giản đơn giản gì, đàn giản ok không chỉ vậy nữa cân nhắc thì rõ ràng đây là vừa rồi như vậy ok nếu mà nó có quay đầu đi lên á, thì mình cần năm sóng đi lên ba sóng hồi năm sóng năm cái sóng nhỏ nhỏ nghe khung một giữa một 2, 3, 4, 5 Thì đó là cái tín hiệu đầu tiên Nó nói lên cái câu chuyện là sóng xe được diễn ra 5 sóng, 5 sóng, 5 sóng, 5, 5 sóng đi lên Sóng nhỏ, khung 1 giờ Ok nếu mà bạn thấy những cái năm sóng nhỏ 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 xảy ra ở cái vùng này thì xác suất là cái sóng số 1 đang được sóng C đang được diễn ra, có nghĩa là nó lên nó cắn con giá này là có thể là sóng C đang được diễn ra. Tất cả những sự bay bổng vừa rồi là sóng A, đây là sóng B và sóng C đang được diễn ra. Nhưng xác suất cao là gì? Là cái vành chỉ đen này. Ok, mình sẽ đổi màu bởi vì nó xác suất cao thì là mình để nó cái màu này ok nhưng nếu mà ra quay đầu đi lên đó, nó là chỉ là cái sóng xe thôi rồi sau đó là sập lại sập lại chẳng có gì hết nha gọi là một sự bay bổng ngắn hạn nhớ nó dự lệ thuộc 100% vô cái tín hiệu của btc nha xác suất là nhiều loại vậy và xác suất btc hồi nãy mình đã, bạn đã coi cái video tín hiệu của btc rồi thì bạn phải nhớ là btc về cái sự rớt của nó đã đủ rồi chứ không phải là không nó đang nằm trong cái khung như vậy một là nó quay đầu đi lên hay là nó, nó gọi là nó rờ rẫm xuống thêm một chút xíu nữa rồi nó quay ok ngay bây giờ dựa theo có con giá của btc ok thì à, vừa rồi nó có những cái tín hiệu là nó bắt đầu quay đầu ok nhưng chưa chắc chưa chắc chưa chắc bạn phải đợi tới những cái mốc giá chừng nào btc lên tới khoảng 59.150 59.150 mươi thì nó mới xác thực ok là nó bắt đầu quay đầu đi lên thì bạn sẽ thấy con bó, bón nó bắt đầu quay đầu đi lên phải tới cái vùng đó thì mình mới biết là sóng xe đang được diễn ra. Ít nhất BTC lên tới cái vùng gì? Cái vùng đây 59.000. Ok, 140. Về cho gọi là về gọi là bạn phải cần đợi tới đây nha, cần đợi tới đây. Nhưng nhớ về BTC á, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Vừa rồi như vậy, về đếm nến, về đếm nến thì vừa rồi như vậy trong cái khu vực này nó có 1 2 3 ba cái râu. Càng nhiều râu càng nhiều râu thì nó nói lên cái câu chuyện là xác suất đã đổi cái phần trăm nó sẽ đi lên cao hơn thêm một tới hai cái râu nữa thì có thể nói là cái câu chuyện là nó đã bắt đầu đi lên lại không không hẳn nó phải tới đụng này ok à, gọi là tới đây thì gọi đã đóng dấu đóng dấu là nó bắt đầu đi lên lại cẩn thận cẩn thận thì nếu mà nó btc đi lên thì có nghĩa là gì sóng xe đang được diễn ra thời gian gì hết xác suất cao là chuyện này xảy ra ngoại trừ nghe nó lên nó cắn con giá 25 năm và không chỉ vậy nữa đây, mình vẽ cho bạn. Đây, còn cái này là cái quan trọng. Số 1 nó nói lên cầu đường còn chưa đường nó đi lên lại đúng không? Và thứ hai là cái con giá 24 thì mình áp dụng nó nếu mà có 24. Ok. Bởi vì nó là cái kháng cự nè. Ok thì ngay bây giờ à, vừa rồi nó rớt xuống nó là cái chống lưng, bây giờ mình dùng nó là một cái kháng cự. cái okay, kháng cự. Thì kháng cự như vậy thì mình xin phép nha. Xin đổi cái kháng cự là màu gì lúc nào nó cũng là màu màu xanh. Kháng cự là những thứ nó nằm ở trên chống lưng là những cái thứ nó nằm ở dưới ok thì đây thì ở đây mình sẽ không chỉ vậy nữa đây dán thêm một mũi tên lên có tới 24 thì xác thật là cái gì sóng c đang được diễn ra tới dòng z còn ở đây thì mình sẽ tạm thời dán ở đây a b c lên tới con này đóng dấu đóng dấu số 1 lên tới con này đóng dấu số 2 là sóng c đang được diễn ra ok đóng dấu số 2 là con giá 24 24 đây mình cân nhắc với một con giá 24 để mình có thể vô một cái lệnh lon 24 bốn bốn xin lỗi bạn xin lỗi bạn chưa 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 ok 24. ok lần cân nhắc cân nhắc nhớ cho những người mới bước với thị trường á nếu mà nó lên tới 24 thì nó phải nằm trên 24 từ 3 tới từ 3 tới 8 à, từ 3 tới 5 tiếng thì mình mới xác thực là sóng xe đang được diễn ra và sóng xe đang được diễn ra ok thì đây là những con giá nó sẽ va chạm tới kế tiếp nha mình có thể nhích nó lên một chút xíu xin lỗi bạn ok để bạn có Cậu nhớ 28 Rất khó để phá vỡ Ok Thì nó vậy Nhớ Mình đưa cho bạn cái con giá 24 như vậy Ok mình xin lỗi bạn Mình đưa cho bạn con giá 24 như vậy Nhớ là nó phải nằm ở trên con giá 24 Từ 3 tới 5 tiếng Từ 3 tới 5 tiếng ít nhất đây Mình nhớ Cân nhắc ở đây 3 tới 5 tiếng đây là những kiến thức mình đã lan tỏa rất lâu rồi nhưng cho những người mới thì rõ ràng người bạn không có thể là bạn không biết nó phải lên trên từ trên con giá 24 từ 3 tới 5 tiếng thì nó mới xác thực là sóng xe được diễn ra. Đừng để nó lừa, nó chỉ đánh một cái râu lên tới 22 24 rồi đánh một cái râu quay lại thì có nghĩa là cho những người mà chơi tương lai thì bạn sẽ sập 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 hầm. Ok. Vừa rồi như vậy là cái con giá đây là một cái chỗ nó rất là quan trọng. Đây là cái đáy vừa rồi của nó nè. Ok, rơi vào con giá là 21. Nhớ mình nói giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang ở đây và không giữ được thì nó sẽ sập. Ok thì xác suất ngay bây giờ. Nó đã sập dưới dưới cái vành đỏ rồi bởi vì vậy nha bởi vì vậy xác suất là gì xác suất là chuyện này xảy ra phần trăm cao, cao 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 chuyện này xảy ra hơn là nó quay đầu đi lên ok ngoại nếu mà nó quay đầu lại lên đó, nó cắn con này con này đó, thì mình biết nó đã quay đầu rồi cắn con này mới là quay đầu rồi ok bởi vì vậy nha cân nhắc cân nhắc là mình sẽ vẽ nó với một cái cây này cho bạn nhớ ok đóng dấu số 1 quay đầu đi lên đóng dấu số 2 quay đầu đi lên bởi vì bởi vì vậy mình vẽ nó hai cái vành vành tròn nhưng nhớ nó phải từ 3 tới 5 tiếng, Nằm trên 24 thì mới xác thực là sóng C được diễn ra nha. Còn mà nó chỉ đánh một cái râu lên thôi, nó có thể đánh một cái râu xuống lại thì bạn dập mình, dập mình. Rõ ràng thì cái con đường rơi xuống như vậy, ok, rõ ràng là nó đang dưới con giá 22 rồi. Ok. Không chỉ vậy nữa, đây mình đã cân nhắc, đây. Đóng dấu đóng dấu là sóng số 2 đang được diễn ra. Rất dưới con giá 18, ok, con giá 18 thì đây mình có thể cân nhắc với với một cái đã rớt rồi ok quay, ok sóng số 2 quay 2 play đang được diễn ra ok có nghĩa là xuống xuống sập sập ok và sập như vậy thì nó tới cái vùng này lần ok xác suất là nó sẽ sập dưới con giá 16 lần rơi tới con giá 13 và thấp hơn lần ok quay đầu thì nó phải cần quay đầu ngay bây giờ còn không có là nó sẽ sập có thể là dưới con giá 13 lần thì nó là vậy ok vậy thôi à, đây bạn có thể mình có thể dán thêm một cái mũi tên đây nữa. Ok. Đây là cái đáy vừa rồi của nó, Tắt đi tất cả mọi thứ, con giá là 18. Vừa rồi như vậy, ok nó đã gọi là cắn cái con giá 22 thì nó nói lên cái con trường con con đường đã sắp rồi. Con giá 18, đúng không? Nó cắn được con giá 18 thì đây. Ok vẽ luôn thêm một cái gọi là những đường luôn Thì nó đã sắp rồi rơi vào cái vùng đó. Đây, cái vùng ở dưới đây là nha. Ok. Đó là cái vùng nó sẽ rơi vào và thấp hơn và thấp hơn ok bởi vậy mình để cái dấu dấu trừ ở đây nè cái dấu trừ đi và thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok um, phải thôi phải thôi ok hẹn mọi người ở <laughs> 11 giờ 11 giờ gọi hẹn mọi người ở 11 giờ 11 giờ 15 11 giờ 15 ok vậy thôi xin chào trên kênh phát trực tuyến xin chào nếu tín hiệu nó chuẩn ghi chữ chuẩn 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 bên dưới giúp mình ok không chỉ vậy ấn vô ngón tay nếu bạn thích những cái gì mình lan tỏa cảm ơn